Vâng, Imosai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nhé. Đấy thì hiện tại mình đang có mặt ở tại Hải Dương, một cái gian hàng rất là khủng của anh Hoàng Khởi và anh Cường Cận. Đấy, trước mặt quý vị khán giả đang là một cái phôi xanh Nam Điền của anh nhé. Đây nhà vườn Hoàng Khởi. Cây này phải là rất khủng các bạn, chắc là anh ấy mới mua đợt này. Đây đây đây, một cây xanh Nam Điền phải nói là đại bác luôn. Nuôi những dòng này thì nó ra tiền này. Rất là thích các bạn nha. Mình rất thích rồi. Một cây xanh Nam Điền mà to như này mà liền lạc không đóng ghép như này là cũng không phải đơn giản đâu. Đấy. Cao chắc phải tầm 1m8 này. Đấy. Đấy, ông sếp là đâu làm một cây to quá nhỉ. Một cái cốt xanh Nam Điền phải nói là rất VIP. Hàng đại bác luôn. Đấy, đây là bốn xung quanh này. Mình sẽ tiếp tục mình đi lướt nha các bác nhá. Đi lướt tiếp tục cái gian hàng của anh em này xem. Đây là một cái cây xanh dáng huyền cũng rất là to này. Đặt cao lên tí nữa thì đẹp. Một cái gian hàng phải nói là rất là chất lượng. Mình sẽ tiếp tục đi lướt một vòng. Đây chắc là các bác ấy thuê khoảng mấy lốt thì mới rộng như này. Đây có một cái cốt xanh Nam Điền đang tạo tác này. Cây này sau cũng đặt là cây phụ tử được này. Đây là những cái cây hàng cỡ tầm trung thôi anh nhé. Có những cái dòng hàng cẩu to rồi đấy. Một cái gian hàng rất nhiều cái cốt chất lượng cả xanh cả si. Thì mà sai sẽ đi vào đây một vòng. Ê, chào sếp nhé, sếp mua đâu con khủng long to đấy. Đấy. Một cái cốt xanh các bạn nhé. À, bà. Tiềm năng nuôi rồi anh em mà cứ chơi hàng to. Chất lượng. Đấy, còn nhiều hàng cây phôi nuôi đây ở bên này có rất nhiều si nhé. Đấy, mình sẽ quay lướt đây có một số cái dòng si cổ này. Si búp đỏ cổ. Cây này thì là cây cổ già rồi các bạn nhé. Đây Hải Dương này các bác thì đa số là si nhiều. Đấy, nhìn chỗ góc hàng si này các bác tỉa bông răm nhìn ngắm phê quá. Đấy. Ở đây có một cái tác phẩm si dáng huyền. Cũng là si búp đỏ. Cây này có đường điểm chạy rất khòm khèo này. Đường điểm chạy rất là khó nhé. Ngày xưa các bác đục tạo tác mà làm được như này, nó bó sẹo như này thì cũng phải là rất là lâu rồi. Số điện thoại đây để anh em dễ liên lạc nhé. Cây này cũng chắc là cũng khá đắt đấy. Mình hỏi là cũng đâu là 200 đấy. Đẹp quá. Bạn hộ tôi cái cốc cà phê bác. Tôi đi. Năm nay Hải Dương thì nói thật là rất nhiều tác phẩm, kể cả là trưng bày cũng rất nhiều cây đẳng cấp và phôi cũng rất nhiều cây VIP. Bán được gì cho em? Cây này hôm nọ mình có chia sẻ rồi này. Một tác phẩm si cổ. Đây. Rất VIP của anh nhé. Tác phẩm si cổ. Cây này lên hình rất là đẹp các bạn nhé. Kể cả trên những phần ngọn, các bác xem những phần ngọn này hoàn thiện rồi mà lu cục lên tận ngọn này luôn này. Ôi trời ơi, một cái gian hàng cả xanh cả si. Hàng chăn nuôi cũng rất là nhiều. Xanh cổ, si cổ cũng rất là nhiều. Đây cũng là một cái cây si các bạn này.
Đa số cái xi đây chất này, các bác xem chất lá nhé, chất lá rất là tuyệt vời. Này, năm nay thì hàng chợ thì phải nói là rất nhiều cái gian hàng đẹp, rất nhiều cốt đẹp. Đấy. Ở đây đây cái đôi này cũng là một đôi nhé, cũng khá là giống nhau. Đây một cây bên này, một cây bên này. Đấy, cây bên kia thì chắc là chất nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Đấy. Nhiều lắm các bác nhé, xì này cũng là một cây xì răng làng. Dòng nhiều đầu này thì các bác có thể là tạo tác thì thành phẩm nó sẽ dễ hơn, dễ chơi hơn. Đấy, như này này anh em chỉ cắt và bắt đầu là vào bông chơi thôi. Xi này làm cũng khá là dễ. Tiếp tục đi nước nha. Đây cũng có một cái tác phẩm xanh. Đây đây các bác nhá. Em chào em. Bà xã anh vừa đang tìm em đấy. Đâu rồi? Tác phẩm xi răng nàng các bác nhá. Cây này thì hoàn thiện rồi. Đấy, hoàn thiện bông răm rồi. Hoàn thiện hết bông răm rồi. Cây này khá to các bác nhé. Đấy. Đây là một cái xanh. Một cái xanh bonsai mini bê tay 5 điền. Khoảng 2 người khênh. Cây đẹp quá, cây này già này. Này có cả cái tích cổ đây này. Con này đồ nó già chứ nhỉ. Tương đối mà. Gian hàng này thì rất nhiều đẹp đây các bác nhé. Có một số cái cốt xi này vừa cắt xong này. Ồ con này đợt nhìn nó biến quá nhỉ. Đây là những cốt xi phải nói rất lực cây nhé. Cốt này cốt xi rất đẹp, rất đực, chất này quá là ok rồi. Đấy, ngoài ra gian hàng này của bác còn một số cái tác phẩm ruối nữa nhé. Giờ đây có một tác phẩm ruối hàng lưu cục này. Đấy, đây cũng là một tác phẩm ruối. Đây đây các bạn nhé. Đây cây này em đang khách đang hỏi cây này à? Chốt bao nhiêu rồi hả? 300 không vào việc được anh. Ủa đợt này anh ấy mua thêm cả ruối à? Các kiểu là điểu nhỉ? Có xanh kia anh phải mới đấy à? Cái xanh to to à? Đấy ra là cái gian hàng này, một cái gian hàng rất là chất lượng các bác nhé. Đợt này anh ấy vào thêm cả ruối chứ. Đây có một tác phẩm xanh cũng gọi là hoàn thiện 90% rồi. Tác phẩm này thì nói chung bông răm hoàn thiện khoảng tầm 90% rồi. Các bác có thể là về tạo tác và tiếp tục. Sau này con này chắc còn 2 năm nữa thôi. 2 năm các bác có thể đi chơi rồi. Nhưng vẫn gây chú ý nhất là cái cốt xanh này. Cốt xanh rất là khủng. Đấy. Nhưng mà nói một cốt xanh mà to mà không đóng ghép mà xịn như này bây giờ cũng rất là ít đấy các bác nhé. Đấy. Rất nhiều anh em đang thích rồi. Đấy. Rất là khủng các bác nhé. Đấy, một cốt xanh nằm điền. Cốt này là bác nào mà có điều kiện sở hữu là làm cây này sau này sẽ rất nhiều đạn này. Đây. Đây chủ nhân anh Khởi đứng đây thì em chụp cái ảnh đại diện cái video này. Ông cái cây to này anh.
Đây chủ nhân này các bác nha, cái số điện thoại có trên biển rồi, khả năng cái này lại bay vào khu trong rồi. Đấy, anh nhìn đây em lấy cái ảnh đại diện cái nhà nào. 1 2 3. Ok anh ơi. Chụp xong gấu nhỉ anh nhỉ. Đấy. Em giờ em chỉ thích nuôi đồ to à. Đấy. Nói chung là mình cứ phải đa dạng. Và đấy, một cái gian hàng mình cũng quay qua khá nhiều cây đẹp rồi. À đây còn cây dưới này nữa. Đây có một cái cây, phải cây dưới nhỉ. Dưới này cũng nhiều loại nha các bác nhé. Có, à đâu đây là, đây là cây du chứ. Đây đây là cây du chứ em nhỉ. Em dai. Em ơi. Cây này là cây du chứ hả? À cây xếu à. Nhìn đầu tiên tưởng cây dưới, nhìn lá không phải các bác. Đấy thì vip lắm các bác nhé, cây này thì cái này nhiều tiền không em? Bố không bảo giá à? Đằng nào mà chả của mình đúng không? Đấy, lần này anh khởi anh vào thêm cũng rất nhiều cây đẹp nhé. Cái dòng dưới này vừa mới vào thêm khoảng 2-3 cây này. Một cây dưới rất nu cục. Đợt này dưới cũng đang rất là sốt các bác nhé. Cây này hình như là hôm nọ là của cây này hôm nọ của chú Hùng Siếc mà. Anh Phương hôm nọ anh mới đục mà. Hôm ở bên hội chợ Yên Phong anh Phương anh mới sửa mà. Đây là một cây dưới phải nói là rất đẹp các bác nhé. Cây dưới lùn lực. Đấy, dòng u cục vừa mới phá được cái đường chạy này xong các bác này. Đấy, phá này cây nó sẽ sâu hơn rất là nhiều. Vừa rồi chắc là cũng thành giá rồi, cái này như là 300 cho các bạn nhé. Đẳng cấp các bạn. Bíp. Đó ra nhìn cây nào cũng muốn mua cả. Mình sẽ đi nướt hết một cái gian hàng này. Bạn hộ tôi có cà phê mới. Cầm hộ tôi mới. Đấy, cái gian hàng của anh Hoàng Khởi, Hải Dương các bạn nhé. Đây cũng có một cốt xi này. Một cốt xi rất đẹp, chất rất đẹp, dòng lưu cục nhưng lại cột kèo đẹp. Đấy, sẽ đi nướt một gian hàng chợ để cho anh em cùng ngắm nhé. Đấy. Thật tuyệt vời. Đấy, gian hàng này cũng của 2-3 anh em. Nay anh thèm anh không xuống anh? Thèm có, đi vào trong kia. Cái cốt kia có nhiều tiền không? Cốt này á? Vâng. Cốt này mà em đầu tư rồi anh đặt cho thật cơ nó. Dạ. Nếu mà em mà thấy anh chạy cho 85 triệu. Cái này mặt trong đẹp hơn chứ hả? Hai mặt đẹp. Cốt xì răng nàng. Còn cái cốt trực kia anh. Cốt trực ở ngay dưới cái chậu cái thị đây. Đấy, em xoay kết thúc video ở đây nhé các bác nhé. Các bác xem thì cứ alo trực tiếp cho anh Khởi, có số điện thoại biển rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.